Nếu bạn đang lựa chọn một món ăn nhẹ lành mạnh, có thể cân nhắc một vài loại hạt bất kỳ khi nào cảm thấy đói. Các loại hạt chứa nhiều chất béo lành mạnh, trong đó hạt óc chó là lựa chọn thích hợp để giữ cho bạn khỏe mạnh khi già đi. Óc chó là loại hạt thơm ngon và rất giàu dinh dưỡng. Bên cạnh đó, nó sẽ còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu sử dụng hợp lý và đúng cách. Hạt óc chó có thể hoạt động như một cầu nối giúp bạn hình thành thói quen dinh dưỡng và lối sống lành mạnh từ độ tuổi thanh niên đến trung niên, từ đó giảm bớt nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, béo phì và tiểu đường. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên ăn hạt óc chó từ khi còn trẻ có chế độ ăn uống tốt hơn, tham gia nhiều hoạt động thể chất hơn, đồng thời ít có nguy cơ mắc bệnh tim khi lớn tuổi. Hạt óc chó giàu omega 3, đây là chất béo giúp chống viêm và có tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Bên cạnh đó, loại hạt này còn cung cấp lượng chất xơ lành mạnh, giúp lượng đường trong máu ổn định hơn. Ngoài ra, bổ sung hạt óc chó còn giúp bạn cảm thấy no trong nhiều giờ sau ăn. Hạt óc chó là loại hạt đứng đầu về khả năng giúp tăng cường trí nhớ cho não bộ. Trung bình 28g hạt óc chó có 2,5g omega 3 và một lượng lớn omega 6 giúp tăng khả năng tư duy, giảm triệu chứng đau dây thần kinh. Ngoài ra, dưỡng chất DHA được tìm thấy trong omega 3 rất cần thiết cho sự phát triển trí não và thị giác của con người. Trong cơ thể chúng ta có một chất gọi là melatonin giúp bạn có một giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, chỉ một số nguyên nhân cơ thể không sản xuất đủ melatonin, từ đó khiến bạn khó ngủ hoặc thậm chí là mất ngủ. Thành phần dinh dưỡng trong quả óc chó giúp kích thích quá trình sản xuất melatonin hiệu quả, giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn. Để bắt đầu thói quen thêm hạt óc chó trong chế độ ăn uống tổng thể, có thể ăn một vài quả mỗi ngày bằng cách kết hợp loại hạt này với quả diệt quất khô và ngũ cốc vào chiếc xơ yêu thích cho một bữa ăn nhẹ.